Xin chào các bạn. Mấy hôm nay mình có chút việc cho nên là mãi hôm nay mới có clip quay lên cho các bạn xem được. Thì mời các bạn xem hôm nay chúng ta có gì nhé. Đầu tiên là mình có một cái dê giả hạn nguyên bản này các bạn. Đây, cây mục. Cây mục rồi. Thì cái này các bạn để cũng được, không thì các bạn tách ra các bạn trồng lên cây khác cũng được, nhưng mà để thì cũng được. Để chắc nó cũng phải được mấy năm nữa. Đây mình có hai cái thân. Đây các bạn xem này, nó bám. Nó hẳn vô gốc rồi đấy. Cái này nguyên bản từ rừng về mà. Đấy, đây lá đây. Moray nha các bạn. Cây moray đấy. Rồi. Và đây là cái cây thứ hai, mầm thứ hai đây. Đấy, lá rất đẹp, mầm mầm thắt thắt ngọn này các bạn. Thắt thắt tròn đầu rồi này. Và thân nó đang còn nguyên hết nha. Cái mầm số 2 này thì nó bám, nhưng mà do bám cái lớp vỏ nó bị mục, quá trình hái vận chuyển nó hơi bong bong ra tí, mình dùng cái dây rút mình rút lại, có thể lát mình lấy thêm một dây nữa mình rút cho nó chặt. Đấy. Cái này để đảm bảo hàng đúng nguồn gốc cho các bạn. Đấy. Cái mầm mầm ngắn thì dài khoảng 35 phân, mầm dài thì dài, cái mầm lớn thì dài 50 phân. Bây giờ hàng này nó hiếm lắm rồi các bạn, không dễ đâu. Rồi. Thứ hai là mình có 8 8 cái mầm kiến này các bạn. Đây. Mầm kiến này là cái vùng xe san. Đây các bạn. Này. Cho sáng lên tí. Rồi. Đấy, anh em thấy rõ không? Cây khỏe lắm, cái giống này nó khỏe. Đây, về 8 cái mầm kiến lớn này nha. Đấy. 8 cái mầm lớn. Cái này mình bán cả lô, không có bán, tại vì nó ít nữa mà không có nhiều. Tuần này cũng không có hàng mấy. Mình đăng lên để cho anh em giao lưu cho vui. Đấy, mình cầm từng mầm rồi đấy nha. Anh em xem. Đấy, này. Đấy. Hàng này khỏe lắm. Hàng này các bạn ghép lên nó sống khỏe rất là mạnh. Đấy. Ngoài ra thì có khoảng như thằng này là hai mâm này, ba này, bốn này, năm này, sáu bảy tám mâm lớn, tám mâm nhỏ nha các bạn. Cái này để vào chung một luôn, rồi anh em nào lấy mình gửi luôn. Hai phần trúc mành tumarong đẹp lắm. Trên tay mình đây là mình đang bó chung lại nha, nhưng mà mình sẽ chia đôi ra cho các bạn trồng thử. Các bạn xem nè, thấy không? Hàng rất là đẹp. Củ nó rất là đã. Mùa này thì củ nó khỏe mạnh mập mạp rồi. Dài lắm, dài. Có những cọng thì ngắn khoảng 40, 45, nhưng có những cọng nó dài tới 80, khoảng 6 tới 10, 80. Cái này mình nhắc lại, trên tay mình chia làm hai phần nhé. Rồi. Ngoài ra cái món hàng hôm nay, hàng chính mình giới thiệu đến các bạn là trúc Phật Bà, hay còn gọi là trúc Quan Âm. Thì cái hàng này thuộc cái độ hiếm của nó thì các bạn biết rồi. Trước mặt đây là hàng trúc Phật Bà con tôm đấy. Đúng chuẩn hàng con tôm luôn. Chứ con tôm chỉ có cái vùng tôm mưa rông mới có thôi. Mình nhắc lại nha, cái hàng trúc Quan Âm, trúc Phật Bà này á, là ở Kon Tum, chỉ có cái huyện Tum Rông mới có. Và hiện bây giờ là nó cực kỳ hiếm rồi các bạn. Thì năm trước á, thì người ta có thuần được một số chậu như thế này, không không có nhiều đâu. Mình clip trước mình có nói là số lượng rất là hạn chế luôn. Có thể chỉ được vài ba lô như thế này là hết rồi các bạn. Thì đây là những cái giò tuyển tuyển chọn của mình á, thuộc dạng đẹp nhất. Có những giò thì được hai thân như thế này, là hai thân này các bạn, dài từ 20, 30, 40 tùy. Có những giò thì đẹp chỉ có một thân thôi, như một thân như thế này, mập to, tất cả là nó khô, sưng sưng mắt, chuẩn bị ra hoa hết nè. Bạn thấy sưng mắt chưa, sưng nụ này. Đây mình lấy nét nha, đấy các bạn thấy cái vết trắng trắng này là cái nụ đang sưng đây này.
thằng này cũng vậy, đang sưng cái nụ ra đấy, đây trắng trắng rồi ha, thằng này cũng vậy, các bạn thấy sưng sưng cái mắt ra chưa, trắng trắng rồi. Nó mùa này nó sung lá nha các bạn, sung lá để chuẩn bị ra hoa xuân đấy. À, toàn bộ những cái do này là đều là hàng thuần đấy nha các bạn, đã thuần hơn một năm rồi, rất là khỏe, cứng cáp nữa. Đấy, mình nhắc lại nha, có những giò thì nó thường dao động từ 2 mâm đến 3 mâm, nhưng mà cái mình có tính là 2 mâm thôi. Đây như đây có mầm lớn, thậm chí có những giò có mầm lớn thì một mầm thôi. Tùy giò, nên giò này được có một mầm lớn với một mầm ngắn này, một mầm trung bình. Các cái mầm kiến nhỏ đấy thì mình không nói. Nhưng cái giò này chỉ có một cái thân lớn cơ bản này và một cái mầm này. Và mình nhắc lại với các bạn là thí dụ anh em nào mà lấy thì mình sẽ lấy cho anh em đúng trong cái gian này nha. Đấy thì mình chỉ có bằng này thôi, không có nhiều đâu. Hiện tại thì đã có khoảng 5-6 người là lấy 5-6 giò là đã có chủ rồi, chỉ còn lại 3-4 giò thôi. Đấy, anh em nào lấy thì chốt sớm cho mình qua tin nhắn nha. Nói chung mình lười, giờ mình lười nghe điện thoại lắm các bạn. Đấy, anh em thông cảm đi, giờ thời gian thì nó hạn chế, mà bây giờ cứ nghe điện thoại miết là nó hết giờ mất. Nói trước khỏi mất lòng. Có nhiều anh em nói chung gọi cho mình cũng chả có việc gì, nhiều khi cũng nói chuyện thì đúng là nói chuyện vui, nhưng mà với điều kiện phải rảnh rỗi. Giờ anh em cứ làm một lần 10 đến 15 phút nghe điện thoại mình phát oái luôn. Đấy, cho nên anh em trong đây không, mình nói trước là mình không có lựa. Các bạn kêu cái giò này cái giò kia mình không biết đâu. Trong đây đảm bảo các bạn là hàng đẹp hết, chuẩn hết, nguyên vẹn hết, và mình sẽ gói mình gửi ha. Số lượng hạn chế, không có nhiều ha. Các bạn quay gần cho các bạn xem nha. Đây là mình đang nói là cái mầm tơ nha các bạn. Đây là cái mầm tơ chưa ra hoa nè. Đấy, xuống lá rất là khỏe khoắn cứng cáp này. Đen vậy, đen đen này là cái lá nó khô chứ không phải là dị bệnh như đâu các bạn. Nè, bóc cái lớp màng lụa ra. Đấy, đây nè, bóc cái lớp lụa ra các bạn thấy không. Đấy, cái lá nó khô nó rụng đi, nó để là cái vết như thế. Nè các bạn xem nè, đúng hàng thuần nha. Đấy, ươm từ thân già lên nha. Mình nói luôn các bạn luôn, các cái mâm này ươm từ thân già của năm trước lên, không phải thân già mà ươm từ cái cây già luôn. Ví dụ cái cây như thế này, một cái bụi như thế này, dề như thế này và ươm lên nha. Ươm từ các cái dề già và nó để trôi lên. Đấy nè, cái mắt nó sưng cái mắt lên các bạn thấy không? Đấy, sưng cái mắt chuẩn bị ra mâm mới nè, chơi hoa xuân nha. Và các bạn lưu ý như mình nhắc lại ngang là cái này anh em nhận đặt hàng chốt qua tin nhắn, chứ còn số điện thoại lạ giờ mình mấy nay mình bận lắm, mình không nghe được đâu. Nhiều khi đang đi trên đường anh em điện thoại cũng không nghe được. Các bạn chốt tin nhắn họ giá mình sẽ trả lời luôn, và các bạn ok thì mình sẽ ship hàng cho các bạn vậy thôi. Tuần này thì mình có một cái loại lộc tương đối là lạ và mình lấy mình chơi đây. Lộc này cái củ nó hơi tím tím, lá nó cũng nhỏ, thấy nó hay hay. Rồi, mọi người cùng quan sát lại lần nữa nha. Mình sẽ quay chậm cho mọi người cùng ngắm nha. Hàng trúc vực bà rất là khó thuần nha các bạn, xác suất chết nó rất là cao, cho nên thành ra giờ còn những cái giò sống khỏe mạnh như thế này á là nó qua tuyển chọn rất là kỹ. Và ngoài ra mình cũng lựa chọn những cây rất là đẹp rồi, và không ít người có khả năng thuần cái hàng trúc vực bà này sống tốt trong chậu này. Cái này mọi người về là chơi là yên tâm luôn, vừa chơi hoa Tết vừa có cái giò khỏe mạnh để mà chơi cho mùa sau nữa. Còn cái hàng các bạn mua ngoài chợ về thì về tự ghép thì chưa chắc gì sống được. Với lại ngoài chợ giờ mình thấy bán toàn hàng Lào không à. Hàng Lào, cái hàng Lào nó không, cái củ nó không có mập như thế này được các bạn, mà nó ốm. Nó ốm và cái màu của nó vàng, nó không có xanh như thế này, màu của nó vàng lắm. Và nó dài nữa chứ. Nó là hàng Lào nha. Không có giá trị như hàng tum rong con tum này đâu. Đây mình cũng có một cái giò
Chúng phật ba con tôm mình trồng năm ngoái nữa các bạn. Này. Mình trồng mình chả có chăm bón quái quỷ, cứ cột lên cái cây lục vừng này. Đấy. Thế các bạn hỏi thế trồng thế cái mâm đâu thì đây mình sẽ mình chui vào bên trong nhé, chỉ cho các bạn xem. Đây mình treo lan tứ lung tung, chỗ này không có lan. Đây các bạn. Đấy. Một năm ra được đúng một mâm này. Đang chờ ra hoa này, nè. Các bạn thấy không? Nó xuống lá đấy. Xuống lá đang chờ ra hoa rồi đấy. Thế các bạn bảo thuần được không? Mình thuần đấy. Thuần cái quái quỷ gì đâu, cứ cột vào sống bình thường. Rễ nó này. Rễ nó bám tua tua này. Đây, thủy tiên mình cột nè. Chả có tí phân cho gì nè. Hoàng thảo Thái Bình, các bạn nhớ hồi mùa mưa không? Mình cắm mấy cái thân già, bây giờ nó ra tốt nha. Đấy. Các bạn ơi, hoàng thảo Thái Bình mình gọi đen rô lao. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.